Đầu những năm 90, trong khi thiền định thì Adama, chúa tể của một thành phố bên trong lòng đất đã kết nối với Diane Robin, một nhà ngoại cảm người Mỹ và nói như sau: 12.000 năm trước thực sự có tồn tại các nền văn minh như Atlantis, lục địa Mu và cả Lemuria. Nhưng do chiến tranh nên một bộ phận người Lemuria đã di chuyển xuống lòng đất và sống đến nay. Có hơn 120 thành phố và khoảng 25 triệu người nơi đó. Vương quốc Shambhala huyền bí mà Phật giáo Tây Tạng đề cập đến chính là thủ đô nơi đây. Lối vào trên trái đất đã bị họ dùng phép thuật phong ấn. Người ở đây có thể sống đến 30.000 năm tuổi, nhà cửa được làm bằng đá phát sáng như thủy tinh rất đẹp, con người có thể bay lượn tự do đi đến bất cứ nơi đâu mình muốn và tạo ra đồ vật bằng suy nghĩ. Còn có cả thư viện Botologos lưu trữ lịch sử của vũ trụ. Chúa tể Adama nhắn nhủ rằng nhân loại và toàn vũ trụ đang phải trải qua một thời kỳ canh tân chọn lọc phi thường quan trọng. Vậy con người nên làm gì để sống sót bước vào tương lai? Mời mọi người đón xem video trên kênh Tinh Hoa TV.